rồi nơ nơ bán rồi nơ đã lần nơi nơi bán nó kiểu gì ra mới đầy đủ tiền mới đem chưa được thì mình không ăn chưa hà này bé là chắc dùng chi bị dưỡng rồi đó, dùng chi đúng không? Dạ không. Ra không được, các bạn ơi, dùng có chi dưỡng được rồi không? Con không nhớ. Không dùng đồ dưỡng hay không chị? Rửa là vấn đề, không phải rửa vẫn dùng đồ bị dưỡng mùi. Đậu đen. Mình không dùng, có gió nó giấu để ý mình giấu. Những cái bờ khách thì mình hồi lâu đó, nam mà cho con đi 3 lần không biết còn mua mấy tháng thì làm nhiều hết. Đây là mẫu tuần thì đến một lần là ít nhất đó. Ai gì làm ít? Em có qua mà bị không thấy gì nhờ cỡ ngày đó cho em không thấy. Là đi biết làm cái xỉn này. Mình qua mà xin tải về có mẹ đó mà quay nè. Không uống mồi đừng có đủ. Không có uống mồi. Ba mà làm việc mà không có ăn cái chuyện được không? Bé ba chờ kia cái thuốc gì mới lồn nghe. Chờ cái màu khác gì cho nó đây. Mấy ngày nữa gì đó. Đẹp hay chưa? Đừng có dùng chị đời. Đời chứ đời không anh nhận cả. Cái này là chết luôn rồi đó. Nếu nhiều người cứ đợi tôi già tôi làm từ thiện à. Mình làm những cái nhỏ trước đi. Ê hàng xóm cái chị mình giúp việc thôi, không cần cho tiền là từ thiện rồi đó. Cái kiện đó mấy hồi ăn cao chun đó 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 nó như mua cái mặt này của bé Linh để màu tre mà chưa nhìn ra luôn. Cái đậm có bộ áo hồi giờ nhá, không giấu quần nè, cái mặt lên này để nó tim bắn tim không đè được chi á. Của cái màu đen đi chị Mộc mặc rồi đem về để lầu mua tiền không con chưa mặc lần luôn. Như cháu bà Hương qua là dẫn mấy đứa nó vô mà cái chắc mấy lần mình thấy lặn đỡ đỡ thôi, từ từ đi đâu bắt đi đi vài tuần cũng đỡ.
Ủa hỏi từ bé ơi. Tôi bị màu đỏ đấy cái chân luôn lắm. Ai làm? Ai làm người nó chậu đừng có cho người qua nhiều lòng sầu. Thiệt đó chứ. Chạp người này cái qua người kia cái là mà lòng đâu là đừng có lòng lè, từ chậu đừng có lòng lè. Đó là mấy tuần chậu, mình thích là mình không có lòng lè chứ chứ. Cỡ chồng thì chồng từ đầu luôn, đem gì đây chồng đâu đem qua rồi cũng cho em quá trơn á, mất thời gian. Mập hơn mấy bữa chứ gì nữa, em mập hơn mà. Tưởng dụng gì không tưởng mập lên chứ dụng gì. Tự nhiên phải dụng chi, em mập lên chứ dụng cho mẹ nó không hay chứ gì. Chúng ta trừ tao không dụng không lên ký nữa. Em bình thường là cũng mập rồi. Chịu một con ít nè, đây lấy giùm cho nghe dễ ghét vậy. Ừ nghe không chịu chịu mày nhỏ thôi. Ừ tức mà kêu ít ra chịu 2 triệu đó nó dễ ghét không. Sữa ta mới uống được một lần hay 2 lần nha. Khi nào tao không ăn tao mới uống rồi chứ. Ừ, uống một cái nào không? Ý là mua đĩa đó thôi, không mua mình người mua mập thì ráng rồi chứ mình có mua mập mấy mà mình bớt ăn từ xuống hoặc là mập như con heo cho mình cứ mập chứ mấy sơ sơ cho mình làm nữa chứ về bữa xuống chừng sót xuống rồi nghỉ.
là mấy người không ăn uống buổi sáng á, họ sự thiếu chất, họ phải họ làm việc mà kiểu như họ buôn bán từ sáng sớm á, họ uống nó thêm, có người pha tới đĩa là uống, còn như từ họ pha là họ không có nước đó, là họ hay nhìn đố buổi sáng á, còn mình ăn được thì mình ăn ít ít. Mập ra nhiều chứ đang. Đây là nhiễm vô đó rồi đó. Nước nó biết luôn. Nói này quay lên xin nước Dũng. Chị nói là xin. Hồi sáng đêm ôi rồi không thế. Không phải đem bình thôi kìa. Em xin hòm cho hết rồi. Thế có người dẫn tới từ đầu nào cái mình nói là biết. Lo mình mua trái cây rồi cho họ được, nhưng mà đưa tiền chắc họ không lấy, tiền trở thành nước thêm, họ gửi thì mình mua trái cây cho họ. Không thấy theo ngày bình trái được chưa, ăn gì lên hai nó vui hơn. Mày đá hả? Để muốn tôi kéo cho nghe được mấy 55 cái nào đóng luôn chứ gì hết đi luôn đó gớm này. Hồi trẻ em kéo trừ giờ kéo gì nữa, trừ cho các em mà yêu thương chân thành nữa nhau chứ, trừ mà trừ mà trẻ trung chứ nữa mà. Ăn xúc là xúc, giỏm căn tự giỏm ăn là xúc hết trơn á. Chứ phải ăn mà tưởng xúc mua. Không ăn mới xúc ký chứ mua mà tự xúc được. Tối bữa nào quơ rặn đó bùng. Ăn ra hàm đuối trơn á. Mình không ăn là mình không ăn là tưởng hết đuối. Nhìn qua mấy lần là không quen cái lục lại liền. Cái kia